Theo lịch sử, chữ Hán Thôi Miên thì Thôi chính là thôi thúc, nghĩa là làm nhanh, làm lập tức. Miên chính là miên man, nghĩa là ngủ, không thanh tịnh. Thôi miên có một lịch sử lâu đời, được biết từ khoảng năm 1700. Người đầu tiên phát hiện ra thôi miên là Franz Anton Mesmer, một bác sĩ người Áo sống ở thế kỷ 18, đã sử dụng công năng thôi miên để trị bệnh. Về sau, thuật ngữ thôi miên, hypnosis, được đặt tên bởi bác sĩ người Scotland, đó là James Brett. Ông ta sử dụng từ ngủ trong tiếng Hy Lạp để tạo nên thuật ngữ thôi miên. Brett đã nghĩ ông có thể sử dụng thôi miên trong phẫu thuật, và ông đã đúng cho đến tận ngày nay. Nó vẫn được sử dụng bởi các bác sĩ, nha sĩ, các nhà tâm lý học. Từ khi xuất hiện, thôi miên và những người sử dụng nó là đối tượng để nghiên cứu, sự chỉ trích, sự tò mò, cũng như là sự huyền bí. Định nghĩa thôi miên. Thôi miên là phương pháp dùng để điều khiển tâm trí, ý thức của một cá nhân, một đối tượng nào đó nhằm đạt được mục đích, có thể là tốt hay xấu. Hiện nay có 4 phương pháp thôi miên chính là cái nhìn cố định, mệnh lệnh dồn dập, thư giãn, mất cân bằng. Ngoài ra, trong các tôn giáo, các nhà tâm linh, việc thôi miên có thể được hiểu là sử dụng các loại bùa chú để điều khiển đối tượng mà họ mong muốn. Về thực hành thôi miên, thì các nhà thực hành thôi miên có rất là nhiều phương pháp khác nhau, nhưng các phương pháp có một vài điều kiện cơ bản. Thứ nhất là đối tượng phải tự nguyện và có ý muốn được thôi miên. Thứ hai, đối tượng phải tin rằng mình có thể bị thôi miên. Thứ ba là đối tượng phải hoàn toàn cảm thấy thư giãn, thoải mái. Nếu một trong những tiêu chuẩn này được đáp ứng, thì nhà thôi miên sẽ sử dụng một trong các phương pháp để dẫn dắt đối tượng vào trong trạng thái thôi miên. Rất là nhiều phương pháp, nhưng chủ yếu là có 4 phương pháp chính. Thứ nhất là nhìn vào một điểm cố định. Ý tưởng của phương pháp này là làm cho đối tượng tập trung chú ý nhìn vào một cái điểm nào đó, làm cho họ phớt lờ đi những cái kích thích xung quanh. Khi đối tượng đã tập trung cao độ, thì nhà thôi miên sẽ ru ngủ bằng giọng nói nhỏ nhẹ, hướng người bị thôi miên vào trạng thái thả lỏng. Đối tượng thôi miên phải nhìn vào một vật, một hiện tượng và không rời mắt. Ví dụ, nhìn vào đồng hồ quả lắc ở trên tay một người, hoặc là một hình ảnh có tính chất cuốn hút, vân vân. Mục đích của phương pháp này là hòng làm chi phối tâm trí, gây sự chú ý với đối tượng, bản thân người đó hướng tới. Phương pháp thứ hai là ra nhiều mệnh lệnh dồn dập. Phương pháp này chủ yếu là đưa ra những mệnh lệnh dứt khoát, dồn dập, đột ngột, khiến cho ý thức không kịp trở tay. Đây là phương pháp các nhà thôi miên rất là thích thú khi biểu diễn trên sân khấu, vì trong hoàn cảnh đứng trước đám đông khán giả, ý chí của đối tượng rất là dễ bị tác động, khiến họ tuân theo mệnh lệnh của người thôi miên một cách ngoan ngoãn. Phương pháp thứ ba là thư giãn và tưởng tượng. Nhà thôi miên sẽ từ từ đưa đối tượng bị thôi miên thông qua những lời nói nhẹ nhàng, êm ái. Đây là phương pháp phổ biến nhất để chữa bệnh hoặc là để hồi tưởng những việc đã xảy ra trong quá khứ. Phương pháp thôi miên này được áp dụng trong y khoa để chữa những bệnh liên quan đến tâm lý, tâm thần, và nó cũng dùng trong hỏi cung, phá án, thẩm vấn tội phạm. Phương pháp thứ tư là làm mất thăng bằng. Ý tưởng của phương pháp này là làm cho đối tượng bị mất thăng bằng bằng chuyển động đu đưa nhịp nhàng. Đây cũng là cách các bà mẹ ru con ngủ từ ngàn xưa. Tùy vào trạng thái tinh thần của đối tượng lúc ấy mà quá trình thôi miên có thể kéo dài vài phút hoặc là 30 phút. Ứng dụng của thôi miên thì như thế nào? Ứng dụng phổ biến nhất của thôi miên là điều chỉnh các thói quen xấu như là hút thuốc lá hoặc là ăn quá nhiều. Các chuyên gia sẽ dùng được thôi miên để tiếp cận với tiềm thức và tác động đến thói quen này. Chẳng hạn, với thói quen hút thuốc, nhà thôi miên sẽ nói với bạn là
thuốc lá là một thứ ghê tởm. Nếu thành công thì sau đó bạn sẽ cảm thấy khó chịu hoặc là thậm chí buồn nôn khi mà nghĩ đến thuốc lá. Tuy nhiên, khả năng tái phát thói quen cũ cũng khá cao. Thôi miên cũng được ứng dụng trong ngành pháp y. Các chuyên gia sử dụng thôi miên để giúp cho nhân chứng nhớ lại những chi tiết trong một vụ án, từ đó có thể tìm ra nhận dạng của kẻ bị tình nghi hoặc bổ sung thêm các chi tiết quan trọng hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, có khả năng là nhân chứng sẽ cung cấp những ký ức sai, nên kỹ thuật này vẫn còn nhiều tranh cãi trong giới pháp y. Một ứng dụng khác là dùng thôi miên trong y học. Các bác sĩ và các tu sĩ trên thế giới khẳng định rằng thôi miên có thể làm xoa dịu các cơn đau và chữa lành ở một số người. Từ ý tưởng cơ bản cho rằng cơ thể và tâm trí của con người là một thể thống nhất, có sự gắn bó, quan hệ mật thiết với nhau. Nên khi bạn tiếp cận với tiềm thức và nói với nó rằng cơ thể bạn không có một đau đớn gì, hoặc là cơ thể của bạn không mắc một bệnh gì, thì tiềm thức sẽ hành động để thay đổi tình trạng trước đó của cơ thể. Đã có vô số các giả thoại chứng minh cho ý tưởng này. Hàng ngàn người phụ nữ đã nhờ vào phương pháp thôi miên có thể sanh em bé một cách dễ dàng và ít đau đớn nhất. Rất nhiều bệnh nhân trong quá trình quá trị liệu nhờ có thôi miên mà cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thôi miên cũng được các nghệ sĩ sử dụng cho mục đích sáng tạo. Đáng chú ý nhất là vòng tròn siêu thực của Andre Breton, người đã sử dụng thôi miên viết tự động và phát thảo trong mục đích sáng tạo. Tóm lại, thôi miên là phương pháp dùng để điều khiển tập trí, ý thức của cá nhân của một đối tượng nào đó nhằm đạt được mục đích có thể tốt hay là xấu. Hiện có 4 phương pháp thôi miên chính là cái nhìn cố định, mệnh lệnh dùng dập, thư giãn và mất thăng bằng. Thôi miên được sử dụng phổ biến để bỏ thói quen hút thuốc lá, giảm bớt căng thẳng, lo lắng, để giảm cân và gây thôi miên giấc ngủ. Mặc dù phép thôi miên được áp dụng trong chữa bệnh đạt được nhiều thành công không thể phủ nhận, song vẫn còn nhiều vấn đề hoài nghi tính hiệu quả của ứng dụng phương pháp đặc biệt này trong y học. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có câu hỏi gì hãy comment bên dưới video. Nếu thấy hay hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nếu chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh subscribe kênh Dr. Tiền và nhấn vào hình chuông để đón nhận nhiều video mới tiếp theo. Xin cảm ơn.